Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý thính giả, sáng 22 tháng 7 tại thành phố Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, báo Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947-27 tháng 7 năm 2023. Cùng dự có nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, 300 đại biểu người có công với cách mạng đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Đây là sự kiện có một ý nghĩa chính trị xã hội lớn lao, biểu thị trách nhiệm cao cả, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước và toàn thể đồng chí, đồng bào đối với anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo, 22 tháng 7 năm 2023 hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe bài viết Nỗ lực làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và chính sách đối với người có công với cách mạng, bài đăng trên trang nhân dân.vn. Thưa quý vị, 300 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng toàn quốc là những điển hình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa là cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến, Họ là những người mẹ, người vợ, người con trung hậu đảm đang, là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học và những thương binh, bệnh binh tiêu biểu cho ý chí vươn lên. Tinh thần vượt khó đã trở thành hình mẫu trong cuộc sống đời thường, những người không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà còn là các chiến sĩ tiên phong chống lại đói nghèo, vươn lên làm giàu, có nhiều đóng góp xây dựng đất nước, thực hiện chủ trương Chính sách của đảng về ưu đãi người có công với cách mạng qua các thời kỳ và gần đây nhất là chỉ thị số 14 ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Những năm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 75 ngày 24 tháng 7 năm 2021 quy định mức hưởng, trợ cấp, phủ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đây là những văn bản quan trọng, kịp thời thể chế quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng về ưu đãi người có công với cách mạng, chuẩn quá các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh, đúng đối tượng phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách của nhà nước để chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, theo đề nghị của chính phủ. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 69 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ thực hiện tăng mức chuẩn trợ cấp người có công đảm bảo không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng quà cho gần 1,4 triệu người có công với cách mạng. Thân nhân của người có công với cách mạng với tổng số kinh phí là hơn 400 tỷ đồng. Cùng với các chính sách chế độ ưu đãi nêu trên nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trong dịp tháng 7 năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch này hướng đến việc hình thành một hệ thống cơ sở có đủ quy mô, năng lực đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, đảm bảo người có công được tiếp cận, thu hưởng các dịch vụ chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Với việc ban hành và triển khai toàn diện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong giai đoạn 2012 đến 2022 ngân sách nhà nước được bố trí là 357.373 tỷ đồng để thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu đãi khác như bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng, ưu đãi giáo dục, hỗ trợ cải thiện nhà ở dụng cụ chỉnh hình, điều dưỡng, ưu đãi giáo dục, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, các phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng, trở thành nét đẹp, đẹp truyền thống của dân tộc. Cả nước đã vận động được trên 13.000 tỷ đồng hỗ trợ hộ gia đình người có công xây dựng mới trên 84.000 căn nhà và sửa chữa trên 69.000 căn nhà tình nghĩa, tặng gần 126.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng. 2.988 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Đến nay, trăm hộ người có công với cách mạng cả nước có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. trăm xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, phát biểu ý kiến tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh trong suốt các chặng đường cách mạng của đảng và của dân tộc nhất là trong những năm tháng cam go khốc liệt của các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước bảo vệ biên cương của tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với khát vọng niềm tin chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh lớp lớp những người con ưu tú đất nước đã dũng cảm xung phong ra trận anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình vì thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân trong số đó nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh máu thịt các anh các chị đã quà quyện vào sông núi góp phần tô thắm lịch sử hào hùng của dân tộc ta và còn biết bao thương binh bệnh binh luôn lạc quan nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua thương tật của chiến tranh tiếp tục đóng góp trí tuệ công sức cho gia đình người thân cộng đồng và đất nước thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng những tình cảm sâu nặng, lòng tri ân sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần thân thiết nhất. Thủ tướng nêu rõ, thấu hiểu sẽ chia với những nỗi đau đó trong suốt 76 năm qua, Đảng, nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ cụ thể thiết thực, hiệu quả đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của mình. Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực sắt đá, ý chí mãnh liệt nỗ lực vươn lên của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng mà 300 đại biểu có mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu xứng đáng nhất đây thực sự là những tấm gương sáng, lay động lòng người, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên cho mỗi chúng ta. Thủ tướng nêu rõ, mặc dù đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo người có công và thân nhân với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao cả, nhưng chúng ta vẫn dày dứt, trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn, nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cần trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây: Phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục rà soát nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách pháp luật đối với người có công kịp thời hiệu quả bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước ta tăng cường thu hút nguồn lực xã hội thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa như xây nhà tình nghĩa quỹ đền ơn đáp nghĩa tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa phụng dưỡng các mẹ việt nam anh hùng góp phần bù đắp những thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc chúng ta. Các cấp chính quyền cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, nghiên cứu ban hành các cơ chế, biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả, phát huy vị trí, vai trò của người có công, thương binh, bệnh binh và gia đình, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng, cho xã hội và cho đất nước chúng ta. Để mạnh tuyên truyền. Giáo dục nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu sắc trên nhiều phương tiện với cách làm mới, sáng tạo theo phương châm dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người và dễ làm theo, nói gương. Nhân dịp này, Thủ tướng mong các đồng chí, những người có công với cách mạng trên cả nước nói chung, 300 đại biểu tiêu biểu ngày hôm nay nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, cống hiến hết sức mình về trí tuệ, luôn là những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập và tu dưỡng cho thế hệ trẻ noi theo. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe bài viết, nỗ lực làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và chính sách đối với người có công với cách mạng. Bài đăng trên trang nhìn dân .vn chuyên mục trợ lý ảo điểm báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.